đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, Người Kết Nối một tuần nữa lại cùng gặp gỡ với quý vị trong khung giờ quen thuộc của chúng tôi. Và ngày hôm nay, trước khi chúng ta gặp gỡ nhân vật thì Nguyên Kha cũng xin được giới thiệu diễn viên Mai Phương, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Và khuôn mặt cũng đã rất đổi quen thuộc với chúng ta, chính là MC Thanh Thảo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những nghệ sĩ vang bóng một thời, những người đã cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật của nước nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người kết nối của ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay thì chương trình Người Kết Nối cùng với Mai Phương sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người diễn viên. Phải nói là cái vai diễn rất là có duyên ở trong phim Dù Gió Có Thổi. Bây giờ mời quý vị cùng theo Phương ạ. Bây giờ thì Phương đã thấy cô Lê Thiện của chúng ta rồi. Và đây cũng chính là nhân vật mà Phương vừa mới chia sẻ với quý vị đó. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, tên thật là Tô Đặng Thị Thiện, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1945 trong một gia đình làm nông tại tỉnh Bình Định. Khán giả ngày nay gần như chỉ biết đến bà là một diễn viên trên phim ảnh. Con chào bà, con chào bố ạ. Chào chị. Chào em. Nhà vẫn còn nguyên. Hả nội, cái nhà vẫn ở đây chứ nó có chân đâu, chạy đi đâu được nội. Con vào trong nhà dạ. Đi nghỉ mà cứ lúc nào cũng sượng sượng, nhấp nha nhấp nhổm ấy. Thôi thì làm vừa vừa thôi. Thế thì ốm là chết cái nhà này đấy nhá. Thế thì con đi một tí nhá. Nhưng ít ai biết được, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện đã trải qua gần 50 năm gắn bó với sân khấu cải lương. Xin chào cô Lê Thiện. Dạ, cô bắt đầu đến với cái nghề nghiệp diễn xuất cải lương của mình là từ năm cô bao nhiêu tuổi cô nhớ không? Dài lắm à. Dài lắm hả? Kể tại... cô chia sẻ đi cô. Tại vì cô đó bắt đầu là vào cái nghiệp nghệ thuật này nè, là phải nói từ lúc cô 12 tuổi. 12 tuổi. 12 tuổi. Cô từ miền Trung, cô từ Bồng Sơn. Dạ. Cô mới vô cái đoàn văn công quân đội Nam Bộ. Dạ. Khi cái đơn vị đó ghé ở cái địa phương của cô. Dạ. Biểu diễn để phục vụ cho cái chuyến tập kết cuối cùng của khu năm. Dạ. Rồi mới thiếu diễn viên, thiếu diễn viên gì đó không biết, nhờ địa phương tuyển cái khoảng đường chừng 30 bạn vậy đó. Dạ. Nhưng bữa cuối cùng cô lại được. Dạ. Không biết là ngáp phải rùi cô được. Và lúc bấy giờ là chỉ trong vòng một tuần lễ cô phải nhảy theo các cô các chú đi ra Bắc luôn. Cô ra Bắc rồi thì cô ở đoàn tổng cục chính trị, thì là cô học hát cũng có, múa không có. Lúc bấy giờ thì cái biểu diễn đó, cái nhu cầu là biết nhiều thứ. Thế rồi cô mới học xiếc. Học xiếc nữa à, cho nên đi biểu diễn á. Vì lúc bấy giờ các cái đoàn văn công á, là đi diễn là không phải mỗi tiết mục là một người làm đó. Một đêm thì cô có thể cô vẫn biểu diễn uốn dẻo nè, rồi múa nè, rồi hát nè, ha, dữ vậy chứ ít đâu. Rồi đùng một cái là có một cái đại học, cái hội diễn năm 1956, thì cô mới diễn một cái vở mà trong đó có ca một hai bài cải lương. Đùng một cái thì mấy ông đi qua cải lương thì mấy ông mới thấy, ủa con nhỏ này có bộ ca được. Rồi mới rút cô về bên cải lương. Cô bắt đầu cô mới học cải lương từ đó. Và diễn viên cải lương từ đó. Tức là bắt đầu cô diễn cải lương năm 1958. Những cái năm mà Hiệp định Paris. Dạ. Thì cô cũng đã được đi qua Paris biểu diễn. Biểu diễn cải lương. Cái thời của cô đó thì cái phương tiện truyền thông nó chưa có. Dạ. Cho nên có thể bây giờ có những cái tư liệu mà cần cũng không tìm ra. Ngày xưa lúc chị Lê Thiện còn thời son sắt thời Hoàng Kim cải lương thì anh rất là kính trọng cái người chị này. Thứ nhất là về nghề. Anh xem chị Lê Thiện một cái vai trong cái vở cải lương Rạng Ngọc Côn Sơn, chị đóng một cái vai đầu độc. Mà anh phải nói một câu là anh xem chị xong anh nổi da gà. Không để cho hắn ra đi một cách dễ dàng như vậy được. Mày không đây dễ dàng như vậy được.
giá trị đâu. Quá em nó là anh dám khẳng định là chưa có một cái người diễn viên cải lương nào mà diễn đạo độc hay như chị Lê Thiện. Dạ. Tức là về cái diễn của chị nó khủng khiếp lắm. Cái đập của chị nó không phải một cái đập bình thường. Thường thường đây đạo độc là cái đập là phải cùi diễn hình thể không, chị không có vậy. Chị diễn bằng cái nội tâm với nội lực của một của nhân vật. Dạ. Tức là cái độc của chị đến mức độ mà anh sợ cho nhân vật Nguyễn Trãi. Tức là cái độc chị ghê quá. Không ngờ là một cái người nghệ sĩ cái luôn mà diễn như vậy. Tại chị diễn là vừa yếu tố điện ảnh, vừa yếu tố kịch nói. Dạ. Thành ra xem đã lắm. Rất là kính mến cô mỗi khi làm việc với cô. Bởi vì mặc dù là cô đã cao tuổi, nhưng mà dường như mình cảm nhận một cái sức trẻ nó dạt dào trong cô, nó rất là nhiệt huyết. Và chính cái niềm nhiệt huyết và đam mê đó nó truyền qua cho cái thế hệ trẻ. Chị là một người đàn chị rất là thẳng thắn. Người nghệ sĩ mà anh thích nhất là phải thẳng thắn. Đó, chị sống sao chị cứ nói vậy. Tô Đặng Thị Thiện từ khi mới 12 tuổi đã là một nữ văn công chuyên hành quân đi lưu diễn khắp các chiến trường, diễn cả trong và ngoài nước. Cô bé Lê Thiện ngày ấy còn là một giao liên xuất sắc. Bởi vậy mà năm 15 tuổi, bà được nhận danh hiệu Huân chương Chiến sĩ vẻ vang. Sau đó là Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Khi đất nước hòa bình, bà lui về làm quản lý sân khấu Trần Hữu Trang. Cơ hội diễn xuất và đến với công chúng là rất ít. Nhưng khi đã nhận được vai nào, bà luôn tạo ra được màu sắc rất riêng, rất độc đáo. Chính vì vậy, nhà nước đã phong bà là nghệ sĩ ưu tú để khẳng định tài năng và tri ân những đóng góp trong nghệ thuật nước nhà của bà. Chúng ta vừa đến với câu chuyện về nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện. Khang thì thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ và thời sau, nên là với cô Lê Thiện thì Nguyễn Khang cũng chỉ biết cô qua phim ảnh hoặc là minh họa cho những cái tiết mục dàn dựng trên sân khấu. Nhưng mà Nguyễn Khang tin chắc là một người ở đây đã từng tiếp xúc với cô rất là nhiều, đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Cái phần quá khứ mà cô Lê Thiện kể lúc nãy có một cái đoạn là cô Xuân giật mình á. 1956 là cô bắt đầu được tuyển vô đoàn cải lương, lúc đó cô Xuân mới ra đời. Wow. Có nghĩa là cô có thâm niên trong nghề rất rất là lâu. Và khi cô Xuân biết cô Lê Thiện thì cô Lê Thiện là một lãnh đạo của đoàn Trần Hữu Trang. Ngày xưa cái thời điểm của năm 90, năm 2000 là Trần Hữu Trang là một cái đoàn cải lương mà tầm cỡ quốc gia và nó rất là vang dội về tất cả những cái vở diễn trong đó. Cái may của cô Xuân là cách đây nhiều năm thì khi người ta tuyển diễn viên cho cái phim Dù Gió Có Thổi, một bộ phim 200 tập lần đầu tiên dài nhất của Việt Nam, cô luôn luôn thể hiện đúng thật sự là hình ảnh của một người bà có cái khó, có cái trăn trở, có cái tuổi thân của nhưng người mà lớn thương tuổi con cháu. Dạ. Mà những lúc đó cô Lê Thiện thể hiện rất là dễ thương. Các bạn trẻ cứ hình dung là diễn viên đôi khi chúng ta gặp nhau một đôi ngày, những cái cảnh đụng nhau xong rồi người ta lại về, ai về nhà nấy. Nhưng mà cái phim Dù Gió Có Thổi là 16 tháng mà hầu như ngày nào cũng gặp nhau ở phim trường hết á. Gặp nhiều hơn thời gian người trong nhà. Nguyễn Khang cứ thiết nghĩ là chắc nghệ sĩ thời đó không có như không có sướng như là nghệ sĩ thời bây giờ, đúng không cô Sương? Tất cả các ngành nghề khác thế nào thì nghệ sĩ cũng vậy, chỉ có hơn cái gạo thôi. Chia theo mỗi người, thí dụ nửa ký thịt thì mỡ không, bạn nhạn không, hay cá thì gọi là cá sô. Dạ. Mà cá sô là mấy đứa biết rồi cá đó. Cá tạp. Nó cũng nhiều loại cá trộn lẫn với nhau rồi xong nó cũng không có phải là tươi. Thời kỳ bao cấp mình có trải qua. Nhưng mình nhìn thấy cô là một người 12 tuổi đã bước vào chiến trường, đã đi theo văn công, đã trải qua biết bao nhiêu cực khổ, cô nếm đủ hết. Cô là cái người chiến đấu cực kỳ kinh khủng về chuyện đó. Nhưng bây giờ mà khi nhắc tới những chuyện đó đó, cô nhắc nhẹ tên à. Bởi mình mới thấy là mình học được ở cô một cái tinh thần là cô luôn lạc quan. Mặc dù cô trải qua sóng gió nhiều, chưa chắc thì sóng gió của tụi mình bằng một góc của cô đâu. Dạ.
Như vậy thì chúng ta cùng trông chờ xem là phần tiếp theo thì sẽ như thế nào. Nguyên Khang thì qua cái cuộc trò chuyện cũng như là qua cái cách nói chuyện thì Nguyên Khang đoán đoán có thể là Phương sẽ cùng với cô quay trở về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nơi mà cô đã từng làm việc và nơi đây cũng đã để lại cho cô rất là nhiều cái kỷ niệm. Không biết đúng không? Đúng, nhưng mà thiếu. Thiếu rồi hả? Thiếu. Vì vậy thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn clip tiếp theo để xem diễn biến của câu chuyện như thế nào. Cô vừa làm diễn viên, vừa làm trưởng đoàn, rồi sau này cô làm phó giám đốc, như thế tính ra cũng phải 12 năm. Cái thời mà sân khấu cải lương, gọi là sân khấu cải lương Hoàng Kim, thì mà cho khán giả, lượng khán giả thì rất đông, nhưng mà so với bây giờ thì cái vật chất kém như thế. Ví dụ như cô vừa làm trưởng đoàn vừa biểu diễn thì cô nhớ là một đêm đâu khoảng lúc nào được khoảng 20.000 là đã là nhiều lắm rồi, thiếu thốn nhiều, nhưng mà cũng may, tức là tụi cô thì cũng quen rồi, quen tức là quen chịu đựng, quen chịu đựng từ trước rồi. Chứ còn nếu vào cái thời buổi bây giờ, thực tình không biết mình có chịu nổi đến 30 giây không. Nhưng lúc đó chịu được, năm này qua tháng nọ. Có đến cái chỗ này là chắc là nhiều kỷ niệm lắm không cô? Rất rất nhiều. Dạ, mà bây giờ ta xây lại đẹp quá trời luôn rồi. Bởi vậy có cái điều là xây lại nó rất là khang trang. Dạ. Nhưng mà phải nói đối với cô thì với cái rạp Hưng Đạo này cô cũng nhớ nhiều lắm. Một lát nữa nhiều. Mình sẽ ôm lại kỷ niệm ở đây. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ gặp một nhân vật rất đặc biệt. Dạ. Chào chú. Bất ngờ. Trời đất ơi. Ôi trời. Bất ngờ. Anh em đưa rồi, coi như là chỉ còn cái cặp này là già trẻ hồi đó ở chung. Dạ. Trong đoàn á thì đoàn có một chính trị thì đây là một người nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất và năng nổ nhất, điểm gì cũng làm gì cũng được, làm siết luôn. Ủa mà sao bữa nay anh tới Trần Hữu Trang chi vậy? Bí mật mà. Bất ngờ. Dạ, bên chương trình tụi con hẹn chú tới. Tính ra là khoảng bao nhiêu lâu rồi cô chú mới gặp lại nhau hả? Lâu rồi. Chắc là con nghĩ là sẽ phải là một câu chuyện rất là dài để mình kể lại hồi sớm. Nhưng mà chương trình chơi cái này kỳ lắm nha. Không cho chú biết. Hai anh em tôi gặp nhau đánh hồi xưa có đánh nhau vậy không? Hồi trước là tôi cứu số tôi quánh chứ không phải quánh vậy đâu. Bây giờ gọi là thủ trưởng ha. Dạ. Hồi xưa ông là tiểu đội trưởng mà quản lý hai người lớn nhất trong đơn vị, quậy nhất trong đơn vị. Dạ. Đó là cô và On. On, dạ. Mà được con cái là bây giờ cô vẫn nhớ và mang ơn nè. Dạ. Tức là hai đứa lỗi. Dạ. Nhưng bao giờ thì cô cũng được bên. Bây giờ là con đã lựa chọn một cái không gian chỗ này cũng tương đối là yên ắng, vừa có không khí sân khấu mà nó cũng vừa một con góc ấm cúng để mà cho hai cô chú trò chuyện ôn lại kỷ niệm. Đây là một cái hạnh phúc bất chợt. Dạ. Vì chú với cô Thiện này đấy, hiếm có một cái kỷ niệm nào giữa cái người già, Thiện nhỏ hơn chú là 15 tuổi. Chú biết chị này là nó có cái tập kết đó. Yeah. Quân lính ở trong Nam đi ra ngoài Bắc. Yeah, Bắc.
Dạ. Đến tại Bồng Sơn thì tổ chức để biểu diễn, tự nhiên mình thấy con nhỏ nó thâu láo, nó nhìn thế này mới đen đen, thấy mặt cũng có duyên, đẹp thì không đẹp nhưng mà cũng có duyên. Mà lúc đó bây giờ là hai mắt chỉ thấy hai mắt chỉ như cái hai cái hột nhạc mà. Yeah. Ấn tượng mà. Thì mới nói với mấy cha kia là nhỏ này có bộ mặt mày sáng láng, thay lại mặt gì đó. Lúc đó là hơi chê nó chút, tức là ốm như đen thôi. Mấy ông lãnh đạo mới đi ra tới tại lại tới tại nhà đó để xin cho cái cô này đó là đi theo cái đoàn. Theo đoàn. Phải được sự đồng ý của gia đình. Dạ. Thì gia đình lúc đó con 12 tuổi rồi. Về ở Quy Nhơn thì nó kể cái này, cái chuyện này cũng có gì mắc cỡ, vì tôi tính né ở ngoài mà né không được phải không? Thôi mà. Sáng đó người ta dậy hết trơn á. Ta dậy ta thấy dục này, thấy chị ngồi đó, sao mẹ em đi ra mày tập ngồi ngùng á. À, thì chị cào, chị cào chiếu, chị ngồi chị cào chiếu, không biết cái gì không. Thì quá ra đó, chị có tè. À, mà cái đó là cái kỷ niệm mà. Cô hồi nhỏ, cũng như bé cháu nội cô bây giờ, nghĩa là nó chỉ ngủ với cô thôi. Cô thì chỉ ngủ với mẹ cô thôi, nhưng mà không hiếp. Hứng thú thế nằm mà coi như đồng ý đi. Và cái đêm đầu tiên ngủ xa mẹ, anh nhớ em khóc, cô không chịu đi ngủ, bà dứt khoát là trả tôi về. Mà lúc đó nếu mà biết đường như bây giờ là cô đã trốn rồi. Là vì không thể nào, cái đêm đầu tiên xa mẹ khủng khiếp lắm. Thì là mới giao cho anh này, chả biết đâu bắt đầu rồi mới giao thôi ngủ với ổng. Bởi vì sáng nè, mình rất có vậy chứ mình rất sợ ổng. Dạ. Cô nhớ rồi, ổng đóng toàn mấy cái giai độc không à, đóng địa chủ, đóng mấy thằng tịnh khảo. Mà không biết tại sao cái cảm giác của mình dồn này sợ. Chứ lúc bây giờ là chưa thương anh đâu nha. Thôi phải đi vô để ngủ chung thôi, ổng la thế thôi. Và trong cái cơn khủng hoảng của mình thì nó mới xảy ra cái chuyện cuối cùng. Thì phải nói là có những người cô không được gặp lại, có những người trong chiến tranh đã hy sinh, có những người đã mất rồi. Mình rất may là bị cho nên lúc nãy gặp anh Xuân không là cô không kèm nổi, là bởi vì cô rất là, phải nói cô rất thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu vô cùng. Thì phải nói là rất là cảm ơn chương trình của các con, cũng rất cảm ơn anh, tức là nhớ lại những cái chuyện như vậy. Em nhớ không sót một chi tiết đâu. Thì về tới trụ sở ngoài tổng cục chính trị. Dạ. Thì là làm trong cái đoàn đó thì nít nghiệp mà không có gì. Thấy bên này có cái tạp kỹ với cái xiếc, cái gì qua làm thử coi. Thì qua chứ xiếc mà chứ uống dẻo đó nha. Cả đoàn ngẩn tòa ra hết rồi. Thì nó múa giỏi thế đó. Mà anh em tôi quý lắm. Phải nói là năng nổ, nó cũng lanh lợi. Mà càng ngày nó càng thấy nó là mình chọn không nhầm. Và không thấy vì anh em nhân định làm gì, nhưng phải nói chị rất rất sáng. Dạ. Thì trong cái vở Khuất Nguyên của Quách Ma Nhược. Dạ. Thì đóng cái vai Thuyền Nguyên đó không ai đóng nổi đâu. Cái đó là cho tới bây giờ ngồi đây đó, để mà lựa một cái người để đóng thay cho chị Lê Thiện là đóng Thuyền Nguyên là không có. Phải nói trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình có những cái vai mà cho tới bây giờ khi nhắc tới vẫn còn cái cảm giác. Ông thầy của ông dạy đó, ông dựng đó, là khi mà uống trúng thuốc độc vô rồi đó, thì hồi đó tóc cô dài lắm. Yeah. Tức là phải chốc cái tóc xuống đây rồi mới hất lên. Yeah. Từ đó mới chạy vòng sân khấu, chạy bằng đầu gối. Yeah. Hai đầu gối chạy vòng sân khấu. Yeah. Rồi mới đứng lên rồi mới tắt thở. Mà những cái lần diễn cô vẫn còn nhớ, tức là hãy diễn trong rạp á, thì khán giả ở dưới đừng uống thuốc độc đó. Thế khi mình chết rồi thì cứ nghe sụt sùi tiếng khóc ở dưới. Yeah. Còn nếu diễn trong bộ đội. Yeah. Thì bộ đội nói trời ơi đừng có uống thuốc độc đó em ơi. Tôi còn nhớ cái vở Lạ Ngọc Công Sơn của à? Của tác giả này nè. Dạ, vậy thì mình hát thử đi. Ờ, coi tác giả nhớ lời không, nhiều khi diễn viên nhớ lời tác giả đó. Bởi vì tôi cũng nghĩ rằng hai anh em cuối cùng bao nhiêu năm anh cũng phải đến 40 mấy năm á. Dạ. Thì lúc bây giờ là cô làm lãnh đạo ở Trần Hữu Trang. Dạ. Làm phó giám đốc mà phụ trách nghệ thuật
ông mới đưa cái vở Rạn Ngọc Côn Sơn tới đó và quyết định dựng cái đó. Thì cái vai đó đó thì anh không biết cái nội tình đâu, diễn viên họ chê ít họ không diễn thì bắt đầu mình mới diễn. Diễn thì mình đọc một cái mình đó trời ơi, cái trong đầu mình hình dung ra liền, thì là cái bắt đầu mới vui thế này nè. Ra công diễn á thì các cái người ta mới quẳng quạt lên đó. Ta thương thì ta cũng quăng quạt lên trong cái quạt người ta cặp tiền. Ví dụ như Thị Lộ mà bị nhốt á là bắt đầu dưới vừa quăng tiền vừa khóc. Riêng cô cái vai của cô tự nhiên mình đang diễn mình ngồi thế này dừng thấy một cái quạt viu 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 lên lên không có đồng xu nào, bà bị chửi tới cái chỗ tức là bà hạ ngục, bà bị ghen. Hạ ngục nhốt Thị Lộ và đồng thời giết Nguyễn Trãi. Hạ ngục xong rồi bà mới cười. Bắt đầu hạ ngục sao các người thấy ta đối xử với họ như thế nào? Thế nào? Nhà ngươi hãy ca ngợi Nguyễn Trãi nữa đi. Ngươi tha hồ ca ngợi Nguyễn Trãi nữa đi. Ông thấy ta đối xử với họ như thế nào? Dạ muôn tông, hoàng hậu xử sự như vậy là chí đúng, chí rõ, chí phải. Nhưng ta nhìn bộ tịch của ông, ta thấy là ông nói không đúng như lòng ông đã nghĩ. Hoàng hậu! Nhưng câu trả lời của ông vừa rồi khiến cho ta rất hài lòng. Tạ ơn hoàng hậu. Hoàng thái quý. Dạ. Bao giờ thì Nguyễn Trãi tiến kinh? Muôn tâu, thần được biết sau khi truyền chỉ bãi binh xong. Hai cái người mà sụp xuống dạ chứ đúng chứ phải đó là Bảo Quốc. Dạ. Với ông Minh Châu. Dạ. Thì Bảo Quốc là nó đứng nó rung, mà cô càng cười đó thì Bảo Quốc càng rung. Dạ. Có một cái kỷ niệm mình cười quá cái ở dưới khán giả ồ ồ lên, mình càng cười thì Bảo Quốc càng rung. Tới chuyện mà cô bảo sao thực tế trong kịch bản không có cái câu dữ hơn bây giờ mới cho đứng yên. Bảo Quốc mới đứng như vậy, thành ra cái lớp rất là ít. Nhưng mà hầu như viết tập trung để cho một lớp cho bà này diễn. Chỉ có cái là Hạ Ngục, Thị Lộ và Lệnh Thủ Tiêu Nguyễn Trãi thôi. Xong đã không làm thì thôi, mà làm là phải làm cho bằng được. Chương trình Người Kết Nối hôm nay rất là hạnh phúc là bởi vì chúng con đã kết nối được những cái tâm hồn. Ngày hôm nay chúng ta có 3 tâm hồn nghệ thuật, 3 tâm cảm hồn nghệ thuật. Cảm ơn chương trình. Bởi vì tôi là hạnh phúc nhất á. Cảm ơn anh Tư đã gợi đã làm cho em nhớ lại những kỷ niệm mà có lẽ là em rất ít kể cho ai lắm. Mà tại anh kể thôi chứ còn không ai biết cái vụ này. Vụ đe dầm á. Chương trình bảo tôi khai thôi, tôi có ý kiến gì đâu. Dạ, tạm biệt. Hay quá. Vâng, thưa quý vị, trước hết cho Nguyễn Khang chia sẻ cái cảm xúc của mình khi xem cái phần thể hiện của cô. Thứ nhất là Nguyễn Khang cảm thấy được ở cô là một cái niềm say mê cực kỳ và cái năng khiếu nó bộc lộ ngay từ nhỏ. Một cô gái mà 12 tuổi ngày xưa khiến cho soạn giả Xuân Phong đã quyết định thuyết phục và mời cô vào trong đoàn của mình. Cái điều thứ hai mà Nguyễn Khang cảm thấy được đó là dù cho bất kỳ cái vai trò nào thì ở cô cũng làm hết mình và đầu tư nghiên cứu nó rất là kỹ. Các bạn nghệ sĩ trẻ sẽ nghe cô Kim Xuân tâm sự sau đây về cái nghề của mình thì các bạn sẽ thấy là làm cái nghề của mình không đơn giản một chút nào hết. Mình có tư chất nè, mình có lòng đam mê, nhưng nếu như các bạn không rèn luyện mỗi ngày thì cái nghề đó không bao giờ nó lên tay được và không bao giờ làm cho mình trở thành một người nghệ sĩ thực thụ được. Đó cũng chính là lý do tại sao mà nó giữ cho cái hào quang của người nghệ sĩ nó vẫn luôn được sáng mãi.
Quay trở lại với câu chuyện thì Khang muốn hỏi Phương là Phương chia sẻ gì về sự gắn kết đồng đội giữa soạn giả Xuân Phong. Năm nay thì chú cũng đã khoảng 89 tuổi, còn cô thì là 74 tuổi. Thì có thể nói là khi mà gặp cả hai nắm tay nhau rồi, rồi nước mắt của cô là gần như là muốn trực trào ra ngoài, thì Phương cảm nhận như thế nào về cái tình cảm này? Tức là cô nói là ngày đó cô là một cô bé đen thui, bụng bự, đầu thì đầy chí. Và cô trưởng thành là bởi vì tình cảm của những người đồng đội. Cô xa ba mẹ 21 năm. Tức là những cái việc nhỏ, từ việc người này bắt chí cho, kể sao ta bắt chí cho mày, giờ mày mới đẹp như vậy. Rồi người này mua kem cho, người kia bênh cho, kiểu tức là mỗi người trong đó cho cô một chút tình thương. Và từ đó để cô trưởng thành, và trong đó chú Phong là người cô nhớ nhất. Đến cái từng tuổi này rồi, và chú có dùng từ là hạnh phúc bất chợt. Ngày hôm nay gặp lại là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Lỡ như ngày mai có sao đi chăng nữa thì cũng không có cảm thấy là mình hối hận. Mình đang ở cái độ trẻ mà khi mà mình nghe cô chú nhắc về cái giai đoạn đó, tự nhiên mình cảm thấy mình chạnh lòng. Bản thân chúng ta cũng muốn níu kéo từng ngày từng giờ để được xem lại những cái tác phẩm của cô chú. Dạ. Sở dĩ mà chúng tôi làm chương trình Người Kết Nối này, một phần là để nhắc quý vị khán giả về những cái hào quang của những người nghệ sĩ của thế hệ trước. Một phần là chúng tôi cũng thấy được cái tình cảm của họ. Đôi khi những người nghệ sĩ lớn tuổi á, họ sống bây giờ ngoài cái niềm đam mê của họ đối với sân khấu, thì họ còn sống bằng những cái tình cảm, những cái ký ức của họ nữa. Gặp lại những cái người đồng đội cũ của mình mà theo Nguyên Khang được biết thì cũng khoảng vài chục năm mới gặp nhau, thì cái không có hạnh phúc nào bằng. Tôi thì tôi thấy vậy nè, các bạn nghệ sĩ trẻ hiện nay, các bạn diễn viên trẻ hiện nay, các bạn đang gặp rất nhiều thuận lợi, các bạn đang muốn rất nhiều thứ, nhưng mà các bạn quên rằng ông bà xưa người ta nói một cái câu mà tôi nhớ hoài là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Dạ. Nếu là diễn viên thì bạn hãy có giai diễn để đời, nếu là ca sĩ bạn phải có bài hát để đời. Dạ. Rồi nếu là MC giờ sao cô? Có chương trình để đời. Phải có chương trình mà thậm chí là phải có show riêng tên là Nguyên Khang hay là Thanh Thảo hay nữa. Dạ. Đó. Chứ đừng là cái gì chúng ta cũng làm. Dạ. Cái gì chúng ta cũng làm mà chúng ta lại là không làm nên cơm nên cháo gì hết. Cho nên tôi lại rất là mong như vậy nè các bạn. Hãy lợi dụng những cái thuận lợi đó để làm tốt cho công việc của mình. Nhưng mà kế bên đó xin các bạn đừng sống ảo. Hiện nay thì các bạn đang bị sống ảo nhiều quá. Và các bạn hay hình dung, hay tưởng rằng chỉ qua một cái chương trình game nào đó các bạn đã đụng nóc rồi. Tất cả những cái đó nó không phải là đủ đâu. Cảm ơn cô cảm Xuân cô. Nhân đây thì chương trình Người Kết Nối cũng xin gửi lời chúc đến cô Thiện và chú Phong. Chúc hai cô chú sẽ luôn thật là nhiều sức khỏe, và hy vọng rằng cô chú vẫn luôn có được những cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cái cuộc đời của mình, không chỉ đối với sân khấu mà bên cạnh đó là đối với những người đồng đội, những người em, những người thân của mình. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Người Kết Nối của chúng tôi cũng đã hết rồi. Chính vì vậy rất mong quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc, và mọi thư từ góp ý mời quý vị sẽ gửi đến cho chúng tôi theo địa chỉ là Người Kết Nối @mcv.com.vn, hoặc quý vị có thể kích like trên trang fanpage Người Kết Nối. Và kính thưa quý vị, khung giờ phát sóng của chương trình sẽ vào lúc 22:45 vào tối thứ tư trên HTV7. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng số hotline 0919435550. Bên cạnh đó, nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào thì chúng ta có thể theo dõi lại trên kênh YouTube MCV Media ở cổng thông tin Lớp TV. Nhớ nhấn subscribe quý vị nhé. Lần nữa Nguyên Khang xin được cảm ơn ba bông hoa xinh đẹp của chương trình của chúng ta đã kết nối trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn MC Thanh Thảo, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, và đặc biệt cảm ơn người kết nối ngày hôm nay đó chính là diễn viên Mai Phương. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.